Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu dòng bát rời 30 của Casun, một trong những dòng bát cực kỳ gấu biển. Anh em có thể vừa làm cho loa súp được, vừa làm cho loa nghe nhạc được, vừa làm cho loa hát karaoke được. Với dòng Casun bao giờ cũng có một sức mạnh đánh tiếng trống và giải ca tuyệt vời trong cái phân khúc của Casun anh em nhé. Đây là dòng bát mà em giới thiệu trong clip ngày hôm nay. Bát 30 có model là PK12180. Công suất đánh tối đa của nó là 300W anh em nhé, 300W trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 92 dB. Chặt nhún của nó đây, mạ đồng rất chất lượng luôn. Dòng Casun này là dòng xương nhôm, xương nhôm dày dặn, một cái màng được xếp ni từ trong ra ngoài, gân cao su béo 30. Con này anh em mình làm bắt súp thì thôi luôn, đánh gia đình không phải suy nghĩ. Và đây là thông số của dòng bát này, anh em mình quan sát trên hình đây, một cái tần số quét thấp nhất là 30 Hz, cao nhất là 2850 Hz, độ nhạy 92 dB, 8 ohm, 300W. Con này có đường kính côn là 52, côn 52 và từ là 180. Dòng bát này cho tiếng trống đánh sâu bởi nó quét xuống tần số là 30 Hz, anh em vừa xem cái thông số của nhà sản xuất họ ghi. Như vậy anh em mình thấy làm bát súp thì quá lý tưởng rồi, quá lý tưởng. Và sau đây thì sẽ test nhạc một chút để mà anh em mình nghe nhé. Bật một cái đoạn nhạc mạng lên và em sẽ đấu trực tiếp không có phân tần để mời anh em mình nghe. Tiếng bát đánh cực kỳ là ấn tượng đối với dòng côn 52 nha, côn 52 từ 180. Anh em có thể lên loa cây để nghe nhạc, lên loa lầm để hát karaoke hoặc là làm bát súp, tuyệt vời với dòng bát này. Và đây là một trong dòng bát đắt nhất về dòng từ thường của bên Huấn Âu làm từ trước đến nay. 3 triệu một đôi, bao ship 2 triệu 9 một đôi, giá bán tại cửa hàng. Anh em quan tâm đến dòng Casun này, điện thoại trực tiếp cho bên em qua số máy 0904612323. Và anh em hãy đăng ký kênh để nhận được những cái bài test nhạc chất lượng hơn nữa của Huấn Audio. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này.